là Tisu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ thiết kế một cái áo tắm dành cho bé con. Cái áo tắm này thì mình sẽ có các số đo như sau: vòng ngực, vòng eo, vòng mông, hạ eo, ngang vai và dài váy. Sau đó là các bạn sẽ lấy cái vòng ngực này, các bạn chia cho 4. 60 chia 4 thì chúng ta được 15. 56 chia 4 thì các bạn sẽ được là 14. 64 chia 4 thì các bạn sẽ được là 16. Hạ eo chúng ta để nguyên, ngang vai các bạn chia 2 là bằng 2, bằng 14. Và dài váy chúng ta để nguyên ha. Bây giờ thì Tisu sẽ sử dụng cái số đo này để mà làm ra cái rập đầu tiên. Các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường thẳng vuông góc. Và mình sẽ sử dụng cái số đo ngang vai. Ở đây ngang vai của mình á là bằng 14 nè. Thì các bạn sẽ lấy con số 14 ở đây, các bạn đặt vô cái góc cho mình. Rồi, cái này là ngang vai bằng vai chia cho 2. Sau đó hạ vai thì các bạn sẽ là vai chia cho 10 cộng 0,5. Vai ở đây chúng ta là 2,8, chia 10 là 2,8 cộng 0,5 thì chúng ta sẽ được là 3,3. Thì các bạn sẽ lấy ở đây, chúng ta sẽ có được đường hạ vai. Vòng cổ thì các bạn sẽ lấy cổ chia cho 5. Cổ này thì mình sẽ lấy cổ là 30, vòng cổ 25 chia cho 5 sẽ bằng là 5. Thì mình sẽ có được cái phần cổ là mình 5 ở đây. Rồi kế tiếp là sau cổ thì các bạn cũng sẽ lấy cho mình cổ chia cho 5. Rồi, các bạn sẽ nối cái đường này lại. Kế tiếp là áo của trẻ con á, thì mình sẽ lấy là vùng hạ ngực thì sẽ bằng là ngực chia cho 4. Thì mình sẽ lấy hạ ngực là 15. Các bạn sẽ lấy con số 15 ở đây. Rồi, đặt vào. Cái này là bằng ngực chia cho 5. Ngực chia cho 4. Hạ phần này nha, là ngực chia cho 4, các bạn dựng qua một đường. Rồi kế tiếp là hạ eo thì các bạn sẽ lấy cho mình là 25. Các bạn tìm con số 25 trên cây thước dây này. Sau đó là mình đặt lên đây. 25. Kế tiếp là các bạn sẽ có được cái hạ mông. Hạ mông ở đây các bạn sẽ lấy là mông chia 4 thì các bạn sẽ được là 16. Thì các bạn lấy cây thước dây ha, các bạn ướm chỗ này 16 xuống cho mình một đường. Rồi các bạn sẽ được những cái đường ngang như thế này. Rồi hôm nay thì chúng ta sử dụng cái chất liệu vải, là mình sử dụng vải thun 4 chiều để mình may cho cái mẫu áo bơi này. Mình sử dụng thun lai dông các bạn nghe. Rồi chúng ta là có hết ở hai cái chỗ này là hạ eo nè. Này là bằng 25. Này đoạn này đến đây. Đoạn này đến đây là hạ mông, là chúng ta sẽ bằng là mông chia cho 4 thì các bạn sẽ được là 16. Chỗ này 25, ngực chia 4 thì các bạn sẽ được là 15. Đó là các đoạn dài là chúng ta đã có hết ha. Bây giờ các bạn sẽ lấy đoạn ngang. Bởi vì cái thun lai dông này nè, nó có cái độ co giãn, cho nên ở đây mình sử dụng công thức trừ. Mình ngang ngực á, vòng ngực thì mình sẽ lấy là ngực chia 4 trừ 1. Ở đây các bạn sẽ lấy là 15 trừ cho 1 là các bạn sẽ được 14. Rồi đây eo chia 4 trừ đi cho 1, eo mình 14 trừ 1 thì ở đây chúng ta được 13. Còn ở đây là mông chia 4 trừ 1 thì ở đây các bạn sẽ là, các bạn sẽ được ở đây là 15. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái đường ngang 15. Một đường nè. Rồi đây 13, này 13 nè. Bạn nhìn thấy số 13 đúng không? Hai đường nè. Ở đây là 14. Bạn đặt lên. Đây có hai đường như thế này. Rồi các bạn sẽ vẽ cho mình cái phần hông. Và cái mẫu quần, cái mẫu này á, thì mình sẽ làm theo cái kiểu là quần váy. Cho nên là sau khi các bạn thực hiện xong được cái phần mông như thế này rồi thì các bạn sẽ đẩy ra đây cho mình 3 phân để chúng ta sẽ làm cho cái phần đáy quần. Mình sẽ đẩy cái miếng này vô. Các bạn dùng keo các bạn dán lại ha.
Ở đây các bạn sẽ ra cho mình 3 xăng. 3 xăng nè. Cho cái phần thân trước thì các bạn sẽ đẩy ra đây cho mình 3 xăng. Sau đó thì các bạn sẽ nối cái đường này, nối về đây. Đó. Rồi cái phần đây nè, bắt đầu từ đấy ha, các bạn xuống cho mình thêm 7 xăng nữa và các bạn đánh cong cái phần này vô. Tại vì đây là cái loại quần mà mình sẽ may theo cái chất liệu là nó có cái độ co giãn ha, cho nên là từ cái phần đùi á, của bé thì nó nhỏ thì bạn thu lại để mình mặc á, nó không có bị dư cái phần ống dưới khi bơi là nó tóc lên nó rất là khó chịu. Rồi với cái mẫu này á, thì mình sẽ làm theo cái cổ yếm nha các bạn, cổ yếm, cho nên là đầu tiên các bạn sẽ vẽ cho mình cái phần cổ nè. Đó, cổ bình thường của mình là như thế này. Và ở đây các bạn sẽ vẽ cho mình cái độ lớn của cái bản cổ là ở đây mình vẽ độ lớn là, để coi, 4 xăng, 3 xăng rưỡi, đầu này 4 và đầu này các bạn chỉnh lại cho mình 4 xăng đi, nhìn cho nó dễ, nhìn nó đẹp hơn, chỉnh lại cho mình là 4 xăng. Cái tiếp là các bạn chia đôi đường này giữa, các bạn lùi cho mình đường này là 4 xăng, nối về và đánh cong, chúng ta sẽ được cái phần thân áo. Đây các bạn nhìn nè, là chúng ta sẽ được cái phần thân trước của cái phần đồ bơi mà sọt váy này. Và lát nữa ở dưới đây thì mình sẽ làm theo cái kiểu là xòe 360 độ để làm cho cái tùng xòe che cái phần đùi này ở trong các bạn ha. Bây giờ thì dùng kéo mình cắt ra cho cái phần này. Rồi ở đây các bạn thấy là mình cắt cái phần rạch thân trước á, là cái phần thân áo trên này nè, chỗ này nó sẽ là đường gấp đôi, cho nên là các bạn sẽ thấy là mình cắt liền. Và sau đó là mình dùng cái kéo mình cắt rã cái đường này ra ha. Còn ở dưới cái phần quần á, thì đây sẽ là đường cái ráp, đường ráp, cho nên cái chỗ này là các bạn nhớ là đánh dấu khi mình cắt rã ra. Mình nhớ chỗ này mình chưa có đường may, để lát nữa mình cộng cái đường may này vào đây ha, chứ không là mình sẽ bị thiếu. Thì các bạn cắt ra. Thì trước khi mà mình cắt đứt ra thì mình sẽ dùng cái thân này mình đặt lên tiếp tục cho một miếng giấy khác để mình thiết kế cho cái phần thân sau. Phần thân sau thì các bạn cũng sẽ sang dấu lại cho cái phần thân sau ở đây nè. Mình cũng có được cái đoạn áo nè của thân sau. Và cái thân sau này á, nó sẽ khác hơn so với cái thân trước là khi cái phần cổ này nè, các bạn sẽ đẩy cao lên cho mình thêm 2 phần ở đây. Và nhớ là cái phần cổ này khi chúng ta thực hiện là nó chưa có đường may. Và cái phần nách này á, thì các bạn sẽ đi như thế này. Và chúng ta sẽ giảm nhỏ cái độ lớn của cái phần vai của mình lại là 5 ly ha. Cho nên mình dịch chuyển cái phần này vào, mình đẩy lại cái phần đường sườn, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần áo thân sau, thân trước là thân sau nó nhỏ hơn. Và các bạn sẽ sang dấu lại cái đường ngang eo ở đây. Đó là chúng ta có được thân áo. Còn cái phần quần thì từ đây các bạn sẽ đi thẳng ra cho mình ha. Và từ cái phần này nè, các bạn sẽ đẩy ra cho mình 4 xăng và chúng ta đi về đây là 2 xăng. Được chưa? 4 xăng và chúng ta đi về đây là 2 xăng. Bạn có nhìn thấy được cái đường phấn không? Sợ cái này nó bị lợt màu, các bạn không thấy được. Mình zoom gần hơn chút nha. Rồi, ok, thấy rồi. Đó, ở đây các bạn ra 4 xăng, ở đây các bạn ra 2 xăng và các bạn lấy ngang đường này. Rồi, từ cái đường mông này nè, các bạn đo qua đây là mông chi 4. Rồi từ đây ra các bạn lấy cho mình là bằng mông chi 10, trừ đi cho 1 đoạn này nè. Thì mông ở đây chúng ta là bằng, mông ở đây chúng ta là bằng 16, bằng 6,4, chia cho 10 là bằng 6,4, trừ cho 1 thì các bạn sẽ ra 5,4, thì nó sẽ nằm ở đây ha. Đây, đúng ngay vị trí này luôn. Rồi sau đó các bạn ngay chỗ này chúng ta đã dông ra 4 phân thay vì 2 phân, cho nên là cái chỗ eo này nè, từ eo với mông này các bạn lùi vào 2 phân cho mình. Và chúng ta sẽ đi cái góc của cái phần đáy của phần thân sau ngay cái điểm chấm ở phía dưới này nè. Và mình zoom lên lớn để các bạn nhìn thấy. Đây, ở đây là mông, từ cái điểm này ra các bạn đo là mình mông chia 10 trừ 1. Sau đó là các bạn sẽ chấm cái điểm giữa ở dưới nè. Rồi góc này thì các bạn sẽ lùi ra 2 phân theo cái phần thân trước. Rồi, kế tiếp là các bạn từ đây các bạn sẽ đi một cái đường song song, cách cái đường ống của mình là 2 xăng. Và các bạn sẽ đẩy cái phần đuôi cá thì các bạn sẽ được cái phần ống thân sau. Sau đó các bạn lấy cái miếng này ra, các bạn nối về đây. Các bạn nối phần này về đây.
Rồi mình sẽ đi cong được cái phần đáy của thân xa nó như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ dùng cái kéo, các bạn cắt cái phần này ra. Ở đây là thuộc thân sau, nó sẽ là phần gấp đôi. Bạn cắt. Và khi cắt cũng nhớ là ở đây mình chưa có đường may ha. Chưa có đường may cho mình phải tích dấu để lát nữa mình nhớ mình chiều đường may vô. Rồi phần này các bạn sẽ cắt. Rồi phần này mình sẽ cắt. Rồi các bạn rã luôn phần này cho mình. Thì mình sẽ có được cái phần ống của thân trước và thân sau. Theo cái phần quần lát nữa mình sẽ so lại để mình gọt lại những cái điểm nào mà nó chưa có bằng nhau. Rồi đây là mình sẽ được cái phần cổ. Và phần cổ này thì các bạn sẽ dùng cái thước, các bạn đo xuống cho mình là 4 xăng, đo đều để chúng ta cắt được cái bản cổ này ra. Và cái cổ này là chúng ta cũng chưa có đường may, các bạn nhớ lưu ý nha. Rồi. Khi mà các bạn rã ra rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ so. Đây là cái phần cổ thân trước và cổ thân sau. Khi mà chúng ta ráp vào với nhau á, thì cái phần cổ nó sẽ nằm như thế này. Và các bạn thấy đây nó bị dư cái điểm nhọn nè, cho nên chúng ta đánh cong cái phần này vào. Ta gọt nó đi cho nó bằng. Rồi sau khi các bạn gọt đi cho nó bằng rồi thì các bạn sẽ cắt cái phần này ra. Và khi cắt ra thì các bạn nhớ là chỗ này chúng ta cũng chưa có đường may, phải đánh dấu để nữa chúng ta chừa đường may. Bên này cũng vậy, chúng ta cũng phải đánh dấu ha. Rồi khi mà các bạn thực hiện á, thì các bạn ráp cái phần thân vào và cái phần cổ này các bạn sẽ dán liền chung với nhau ha. Liền chung với nhau để lát nữa là chúng ta sẽ có nguyên cái phần cổ nó liền từ trước ra sau. Rồi cái chỗ nào nó cong vênh lát nữa mình vô phần vải thì mình sẽ điều chỉnh nó lại nha. Mình sẽ điều chỉnh cái đường cong này là trực tiếp lên trên vải. Là các bạn sẽ có được cổ này cổ trước và cổ này cổ sau. Cái này thân trước và cái này sẽ là thân sau nha. Phần này sẽ là phần vải gấp đôi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái phần rập kiểm tra cái phần đường sườn của cái phần thân trước và thân sau. Các bạn nhìn thấy là nó bằng mà nha. Rồi cái eo này thì thân sau nó sẽ lớn hơn thân trước 1 xăng. Và cái phần đường sườn xéo này các bạn cũng thấy nó bằng nè. Như vậy là chúng ta vừa thiết kế xong được cái phần quần ở phía dưới. Và chúng ta sẽ luồn cái 360 độ vào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần cắt. Ở đây đầu tiên thì các bạn sẽ xếp cho mình gấp đôi cái phần vải lại để chúng ta đặt cái phần thân trước lên, chúng ta cắt trực tiếp lên trên vải. Thì ở đây các bạn có hai miếng, cái phần thân trước và phần thân sau. Các bạn sẽ thực hiện để ở đây như thế này và chúng ta dùng cái phấn chúng ta vẽ. Và ở đây khi các bạn đặt rập lên thì các bạn nhớ là ở vị trí này, khi nãy chúng ta chưa chừa đường may nè, thì chúng ta cũng phải lên ha để có đường may. Đó, mình sẽ đẩy cao lên để có đường may ở cái vị trí này. Rồi ngay góc này chúng ta cũng chưa có đường may nè, các bạn cũng phải chừa đường may. Ở ngay này các bạn cũng phải chừa thêm đường may ở đây. Rồi sau đó là chúng ta dùng kéo chúng ta cắt. Và các bạn nhìn thấy là sau khi chúng ta thực hiện xong thì mình bỏ những cái phần giải thừa ra. Thì các bạn sẽ cắt được hai cái phần thân, thân trước và thân sau của áo. Thì các bạn nếu như mà các bạn nào mà sợ mà chúng ta mà làm bị hụt không biết là đúng sai gì đó, thì các bạn nhớ là mình đánh dấu biết cái nào là thân trước, cái nào là thân sau. Mình đánh chữ T là trước nè, chữ S là sau. Mình sẽ đánh dấu như thế này. Và bây giờ tiếp tục cắt cho phần quần. Quần ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có hai mảnh thân sau và hai mảnh thân trước. Nếu như mà bé nào á, thường tùy bé, có bé thì thích mặc sát cái phần đáy, nhưng mà có bé thì thích mặc thoải mái. Mà thông thường con nít á, thì trẻ con á, thì thường là nó sẽ mặc thoải mái. Cho nên ở đây á, là sau khi mình cắt rã cái phần mông này là tissu sẽ cộng thêm ở đây là 4 phân nữa, để cho bé khi mặc á, cái phần đáy nó được thoải mái, mặc nó không có bị nhét ở cái phần giữa ha. Thì các bạn sẽ đặt lên và chúng ta sang dấu lại cho cái phần đập.
Và sau khi các bạn đập rập lên thì các bạn sẽ cắt. Chúng ta sẽ bỏ những cái phần vải dư ra. Mình sẽ bỏ cái phần vải dư này ra ngoài ha. Đây, còn cái miếng sườn. Thì các bạn sẽ được cái phần thân trước và phần thân sau như thế này. Và ở đây cái phần váy này mình sẽ có ghép với lại cái váy 360 độ. Thì sau khi mà các bạn thực hiện xong á, các bạn sẽ đặt cái phần thân này lên đây và chúng ta sẽ chồng lên nhau cho cái chiều dài hai cái đường sườn này bằng nhau. Và các bạn sẽ dùng cái thước dây, các bạn đo lại thêm một lần nữa. Chúng ta trừ đi cái đường may không tính nha. Bạn đo lại một lần nữa thì các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ được cái phần hông. Và các bạn sẽ đo lại trên eo một lần nữa và chúng ta sẽ lấy được cái số đo này. Và các bạn sẽ nhân đôi nó lên ha. Các bạn nhân đôi lên, ví dụ như ở đây mình đo được là 28 nè. Mình nhân đôi lên thì nó sẽ được là 50, hồi nãy mình đo cái eo là 56 đúng không? Đây thì là 56 ở đây. Thì các bạn sẽ lấy cái số đo 56 này, các bạn sẽ chia cho mình là 8. Thì các bạn lấy 56 chia 8 thì các bạn được 7. Thì các bạn nhớ con số 7 này để mình sẽ xếp một cái miếng vải khác. Mình xếp một cái miếng vải khác mà nó sẽ ra cái gấp đôi của cái phần vải này lại nè. Rồi các bạn sẽ gấp đôi thêm một lần nữa. Rồi các bạn sẽ gấp đôi thêm một lần nữa thì các bạn sẽ ra được cái chiều dài của cái phần váy ở phía ngoài quần váy. Và khi bạn xếp đôi như vậy, hồi nãy là mình chia được con số 7. Các bạn sẽ lấy con số 7 này ha, mình ráp vào cái điểm giữa nè. Mình lấy ngang qua một đường. Các bạn sẽ lấy ngang qua một đường như thế này và các bạn cắt cái đường này đi. Và cái phần chiều dài á, cái phần chiều dài của quần váy hồi nãy mình lấy là 31 ha. Thì mình xoay qua đây. Các bạn lấy dấu cho mình một đường. Bên này cũng xoay qua. Đó. Rồi sau đó là chúng ta dùng kéo để chúng ta cắt. Chúng ta bỏ đi cái phần trên. Và cái phần dưới này thì các bạn dùng kéo các bạn cắt nhiều lớp. Thì khi các bạn cắt nhiều lớp thì cái phần dư này thì các bạn để lại. Và cái phần eo này của chúng ta thì các bạn cầm ra. Bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có được cái phần váy ở đây. Thì lát nữa chúng ta may quần thì cái váy chúng ta sẽ đưa ra ngoài. Thì các bạn sẽ dùng máy cuốn biên, các bạn cuốn vòng ở đây là chúng ta thực hiện xong được cái phần cắt của cái mẫu áo tắm này. Và tiếp theo cũng ở trên cái phần áo tắm này các bạn, mình sẽ có được cái phần bèo trên cái phần thân trước. Thì bây giờ các bạn sẽ đặt cái phần thân trước nó lên trên cái phần vải mà chúng ta mới vừa xếp đôi. Các bạn dùng kéo ha, chúng ta cắt lại cái đường này bằng cho phần cổ. Sau đó là các bạn sẽ cắt cho cái phần nách. Rồi sau đó là các bạn sẽ cắt cho mình cái phần eo. Và cái phần áo này thì các bạn nhớ lưu ý là mình sẽ, cái bèo này nè, nó sẽ ngắn hơn so với phần thân. Cho nên các bạn sẽ xếp đôi cái phần này lại, nó cách cái phần thân của mình là 3 cm. Và các bạn sẽ đi ngang qua. Mình sẽ có được một cái miếng cong như thế này. Thì cái miếng cong này nó sẽ là cái đường vải xéo. Thì khi các bạn may, các bạn mở rộng cái phần này ra. Này, mình sẽ mở rộng phần này ra như thế này nè. Mình để cho các bạn coi ha. Mở rộng ra và chúng ta sẽ có được cái miếng điểm giữa của cái phần cổ mình đặt vô đây mình may. Và cái phần tay mình đặt vô đây may. Thì tự động ở phía trước này chúng ta sẽ có được một cái miếng rũ trên phần thân trước. Và chúng ta sẽ làm tương tự như vậy cho cái phần thân sau. Và như vậy thì các bạn sẽ nhìn lại một lần nữa tất cả những cái bán thành phẩm của cái phần áo đồ bơi này. Thân trước, thân sau, quần thân trước, quần thân sau, phần váy và chúng ta sẽ có miếng bèo. Riêng cái phần cổ này thì lát nữa khi mình thực hiện xong mình sẽ đo trực tiếp và chỉnh sửa mình làm riêng cái phần cổ này sao các bạn ha. Tisu cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Hẹn các bạn cái video clip tiếp theo trong ngày Chủ nhật, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần may của sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.